Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó. Đêm nằm nghe trong gió, tiếng sông Hồng thở than. Hà Nội có nhiều ngõ nhỏ, đã trở thành đặc sản của người dân phố cổ. Phía sau những ngõ nhỏ đó, chúng ta có thể nhìn thấy những bó dây điện chồng chéo, răng mắc như mạng nhện, lại là dấu hiệu của sự sống bên trong từng lối đi. Nằm ẩn mình bên trong con phố Tràng Tiền, xinh đẹp và sầm uất, ngõ ẩm thực Tràng Tiền thông qua phố Phan Chu Trinh từ lâu đã không còn xa lạ với nhiều bạn trẻ. Duy Hà Nội Phố xin mến chào quý vị. Nếu như quý vị đến với phố đi bộ Tràng Tiền hoặc đi quanh Hồ Gươm vào cuối tuần hoặc bất kỳ ngày nào mà không biết buổi trưa ăn ở đâu, thì ngõ Tràng Tiền có thể là một địa điểm bạn nên ghi nhớ. Con ngõ này đúng kiểu Hà Nội xưa. Đồ ăn thì bao gồm các món bình dân, ăn vặt có tất, hương vị không quá đặc biệt, nhưng cho bạn một trải nghiệm ăn uống trong khu vực ngõ nhỏ phố cổ. Từ những quán cà phê mang phong cách châu Âu đến những món ăn dân dã, bình dân mà từ đầu đến cuối ngõ, chỗ nào cũng có hàng đồ ăn. Hôm nay, Duy mời quý vị cùng trải nghiệm và khám phá con ngõ nhỏ này nhé. Trước khi theo dõi, quý vị hãy nhấn like, ủng hộ kênh cũng như hãy bình luận ở phía dưới để chúng ta cùng giao lưu nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Xin cảm ơn quý vị. Với kiến trúc Pháp lộng lẫy bậc nhất thủ đô, đó là nhà hát lớn. Ngõ Tràng Tiền dài khoảng 130m, có hai lối vào ngõ Tràng Tiền. Một, chúng ta có thể đi từ hướng phố Phan Chu Trinh. Đứng ở phía này, chúng ta nhìn ra đối diện ngay với vườn hoa Con Cóc. Trách xa một chút, đó chính là nhà hát lớn. Lối đi thứ hai mà nhiều du khách lựa chọn di chuyển từ bờ hồ, quý vị có thể đi bộ hướng về phía nhà hát lớn, sau đó sẽ phải vào phố nhỏ Nguyễn Khắc Cần. Bên phía bên trái, qua khoảng 3 căn nhà là chúng ta sẽ rẽ tới ngõ Tràng Tiền. Nhiều du khách tỏ ra ngạc nhiên khi biết rằng ngoài phố thì gần nó còn có một con ngõ trùng tên, nằm nép mình phía sau trường cấp 3 Trần Phú. Khác với bầu không khí ngột ngạt huyên náo ngoài phố, ngõ Tràng Tiền yên tĩnh và thong dong. Vị trí ngõ Tràng Tiền cách bờ hồ Hoàn Kiếm khoảng 300m. Ngõ Tràng Tiền vốn nổi tiếng là ngập tràn các hàng rong ăn uống đủ loại, từ bún đậu, bánh đa trộn, miến ngan, chè, tàu phớ, trà đá vỉa hè, cơm rang. Giá cả ở đây bình dân, hợp túi tiền dành cho những bạn sinh viên cũng như khách du lịch bụi. Nơi đây cũng là một trong những địa điểm rất quen thuộc của những người làm văn phòng quanh khu vực này. Sau đây, Duy mời quý vị và bạn cùng xem những hình ảnh chi tiết về con ngõ nhỏ này nhé.
Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Quý vị hãy nhấn like để ủng hộ kênh, cũng như hãy bình luận ở phía dưới để chúng ta cùng giao lưu, chia sẻ nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Xin cảm ơn quý vị. Bánh đa ở đâu?